Trên địa bàn huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang có một tuyến đường quốc lộ N1 đang nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh 941, 948 và đường tỉnh 958. Đường Chi Tôn Vàm Rầy còn có tên gọi DT958 và con chúng ta thường gọi là đường kênh 8000. Tổng chiều dài của tuyến đường khoảng 30 km đi qua địa phận huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang và huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang. Trước khi được nâng cấp, đoạn đường tỉnh 958 này tại địa phận tỉnh An Giang, mặt đường nhỏ hẹp khoảng 5,5m, không có hệ thống cống thoát nước, xuất hiện nhiều ổ gà bị sụt lún nhiều vị trí. Video hôm nay tôi cập nhật hình ảnh nhà thầu đang trong giai đoạn lưu nền đường, khoảng 3 km còn lại sẽ hoàn thành nâng cấp mặt đường tỉnh 958, bắt đầu từ cái cầu Ninh Phước đến trung tâm xã Lương An Trà của huyện Chi Tôn. Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang đã khởi công dự án nâng cấp đường tỉnh 958 với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh An Giang. Đoạn từ thị trấn Chi Tôn đến trung tâm xã Lương An Trà, thì nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, sơn phân làn đường, đoạn từ cầu Ninh Phước đến cầu Vàm Rầy, thuộc địa phận huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, được gọi là đường tỉnh 970. Mặt đường địa phận huyện Hòn Đất chỉ rộng 5,5m, đường tỉnh 958 chạy cặp dòng kênh 8000 đi qua thị trấn Chi Tôn và xã Lương An Trà của tỉnh An Giang. Đây là tuyến đường giữ vai trò kết nối giao thông quan trọng của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang. Chúng ta xem tiến độ tính đến cuối tháng 7 năm 2024 thì tuyến đường cơ bản hoàn thiện khoảng 15 km, còn một đoạn ngắn tầm 3 km như trên màn hình các bạn đang xem sẽ được nhà thầu triển khai giai đoạn thảm bê tông nhựa nóng trong tháng 8 năm 2024. Mặt đường tỉnh 958 sẽ được mở rộng 8m, quy mô đường cấp 4 đồng bằng và lắp đặt hệ thống cống thoát nước cùng hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đường. Tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang nằm giáp nhau, có hai đường quốc lộ 80 và quốc lộ N1 kết nối với nhau. Trong tương lai sẽ nâng cấp đường tỉnh 945 thành đường quốc lộ 80C. Đây sẽ là tuyến đường quốc lộ thứ 3 kết nối giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Quy mô xây dựng dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 958 gồm có 3 gói thầu. Gói thầu số 16 thi công xây lắp đoạn km số 0 sẽ bắt đầu từ thị trấn Chi Tôn dưới chân cầu Cây Me đến km số 6 có giá trị 73 tỷ đồng. Gói thầu số 17 thi công đoạn km số 6 đến km số 12 giá trị xây lắp khoảng 80 tỷ đồng. Gói thầu số 18 thi công đoạn km số 12 đến km số 18 giá trị xây lắp khoảng 63 tỷ đồng. Bà con cô bác mình đang ở huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, muốn đi huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương hay thành phố Hà Tiên thì lựa chọn con đường Chi Tôn Vàm Rầy này di chuyển sẽ nhanh nhất. Trong tương lai, đoạn đường tỉnh 970, địa phận xã Bình Sơn của huyện Hòn Đất được đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường lên 8m thì sẽ đồng bộ với đường tỉnh 958, địa phận huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang, giúp bà con nhân dân mình các phương tiện giao thông di chuyển đi lại dễ dàng hơn và thuận tiện. Còn bây giờ xin mời cô chú anh chị mình cùng xem tuyến đường Chi Tôn Vàm Rầy đang được nhà thầu nâng cấp chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng.